Sáng nay, bão số 7 đang ở phía đông của Bắc Biển Đông. Cường độ bão cũng trong giai đoạn mạnh nhất trên Biển Đông là cấp 13-14, tương đương sức gió 134-166 km/h, giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ từ 15-20 km/h, vẫn giữ cường độ mạnh cấp 13, tương đương sức gió 139 km/h, giật cấp 16 trên khu vực Bắc Biển Đông. Sau đó, bão di chuyển chết lên hướng Tây Tây Bắc, rồi đổi hướng xuống Tây Nam và giảm cấp dần. Đến 7 giờ ngày 11 tháng 11, tâm bão nằm ngay trên vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, cường độ giảm xuống cấp 10-11, giật cấp 14. Hàng ngàn người ở các cộng đồng ven biển Philippines hôm qua đã sơ tán trước khi cơn bão lớn Chiên Xiên đổ bộ vào nước này. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết, cơn bão Chiên Xiên có thể đổ bộ vào Philippines với tốc độ gió duy trì tối đa 175 km/h. Cơn bão Chiên Xiên là cơn bão thứ ba trong chưa đầy một tháng đe dọa Philippines. Lực lượng bảo vệ bờ biển, quân đội, không quân và cảnh sát hiện được đặt trong tình trạng báo động. Tàu phà đi lại giữa các đảo, dịch vụ vận chuyển hàng hóa và các chuyến bay trong nước đã tạm ngừng tại các tỉnh miền Bắc. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật dữ liệu. Dự án luật dữ liệu trình Quốc hội tại kỳ họp bao gồm 7 chương và 67 điều. Dự án luật được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, xã hội số, tạo sự thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Trước đó, thảo luận tại tổ về dự án luật, các đại biểu cơ bản thống nhất cao với sự cần thiết ban hành luật dữ liệu. Tuy nhiên, các ý kiến bày tỏ băn khoăn về phạm vi điều chỉnh của luật này chưa bao trùm toàn diện và còn quy định chung chung. Do đó, đề nghị ban soạn thảo quy định rõ phạm vi điều chỉnh của luật để tránh chồng chéo, trùng lặp với các luật có liên quan nhằm phục vụ phát triển kinh tế số. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Cần Thơ. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng nguyên lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các địa phương, sở ban ngành tham dự. Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức dâng hương tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối. Đêm ngày 10 tháng 11 năm 1929, tại căn chòi ở đồn điền Cờ Đỏ, chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ được thành lập do đồng chí Hà Quy Giáp làm bí thư. Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ đã tuyên truyền, vận động nâng cao giác ngộ cách mạng cho đông đảo nhân dân lao động, hướng dẫn đấu tranh đòi quyền lợi và chọn lọc quần chúng tích cực đưa vào các tổ chức đảng. Từ chi bộ đầu tiên này, phong trào cách mạng đã dần phát triển mạnh mẽ đến nhiều địa phương trong vùng như Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long. Tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng, Đảng bộ thành phố Cần Thơ không ngừng phát triển lớn mạnh với 638 tổ chức cơ sở đảng và hơn 54.100 đảng viên. Dịp này, lãnh đạo thành phố cũng đã trao tặng 16 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Cố soạn giả, nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu là cây đại thụ trong làng sân khấu cải lương Nam Bộ. Sự nghiệp của ông là cả một di sản đồ sộ với khoảng 70 tuồng cải lương và hơn 2.000 bài ca giọng cổ. Để tri ân người nghệ sĩ tài năng có nhiều cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà, sáng nay Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ khởi động khu tưởng niệm ông. Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Giang Hẳn. Phóng viên Diệp Phong thông tin chi tiết từ hiện trường. Khu lưu niệm cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu được xây dựng tại quê hương ông ở ấp Cây Gia, xã Đông Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Đây được kỳ vọng là địa điểm tham quan tìm hiểu về sân khấu cải lương Nam Bộ cho người dân địa phương và du khách gần xa. Khu lưu niệm có diện tích 11.300 m², được thiết kế với 19 hạng mục tiêu biểu như nhà khách, sân lễ hội, khu biểu tượng đàn tranh và biểu tượng nhạc nước, nhà nghe nhạc điện tử và phòng trưng bày. Với tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 70 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và ngân sách tỉnh. Dự kiến công trình sẽ được đưa vào khai thác vào cuối năm 2025. Những đóng góp của cố nghệ sĩ soạn giả nhân dân Diễn Châu trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật đã góp phần quan trọng trong phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc về thể loại nghệ thuật đàn ca tài tử Nam Bộ. Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, ông là người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ thành danh trong làng nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Cố soạn giả nổi tiếng với việc viết bài theo sở trường Donny đóng giày, tạo nên nhiều tên tuổi lớn cho nền nghệ thuật sân khấu cải lương. Cố soạn giả, nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu đã để lại cho thế hệ sau một di sản về sân khấu nghệ thuật cải lương đồ sộ. Các tác phẩm của ông gần gũi, bình dị, đi sâu vào đời sống của người dân miền Tây,
việc khởi công khu lưu niệm của cố soạn giả nhằm tri ân một tài năng lớn có nhiều đóng góp cho nền sân khấu cải lương Nam Bộ. Cảm ơn thông tin từ phóng viên chị Phong. Nhằm tìm ra những hạt giống để ươm mầm khởi nghiệp của thanh niên tại thành phố Cần Thơ, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các hội nhóm, quỹ đầu tư đã tổ chức cuộc thi tìm kiếm dự án ý tưởng khởi nghiệp Thanh niên Cần Thơ năm 2024. Phóng viên Gia Hiếu có mặt tại vòng chung kết của cuộc thi sẽ thông tin chi tiết. Cuộc thi là một sân chơi để xây dựng, khuyến khích sự sáng tạo trong khởi nghiệp và lập nghiệp của lực lượng thanh niên tại thành phố Cần Thơ. Như quý khán giả có thể thấy, sau lưng tôi đây đang là dự án trình bày ý tưởng của VV Comil. Đây là một trong năm dự án được lọt vào vòng chung kết của cuộc thi lần này. Các dự án nổi bật được lọt vào vòng chung kết này có thể kể đến là Coco Vimil, dự án áo giáp hạt giống, dự án Creative Kids Edu. Tất cả đều mang tính ứng dụng cao trong thực tế. Tuy nhiên, các đội sẽ có 5 phút để trình bày ý tưởng của mình nhằm thuyết phục và kêu gọi nguồn vốn từ ban giám khảo. Sau đó sẽ có từ 10 đến 15 phút để nhận và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Một trong những điểm nhấn của vòng chung kết sẽ là phần tọa đàm giao lưu giữa giờ với những cá nhân đứng đầu các tổ chức tại thành phố Cần Thơ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp và đạt được những thành tựu nhất định. Khởi nghiệp chưa bao giờ là một câu chuyện dễ dàng với rất nhiều những chông gai và thử thách. Do đó, những người trẻ rất cần những cuộc thi như thế này để có thể được động viên tinh thần, hỗ trợ về mặt vật chất, từ đó biến những ý tưởng khởi nghiệp bay xa và trở thành sự thật. Kết quả của vòng chung kết cuộc thi sẽ được công bố tại lễ bế mạc Ngày hội Thanh niên Cần Thơ năm 2024 vào ngày 17 tháng 11 tại Hội trường Đùa, Trường Đại học Cần Thơ. Xin mời quay trở lại trường quay. Cảm ơn những cập nhật từ phóng viên Gia Hiếu. Ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã thống nhất hai sản phẩm muối hạt, muối tinh của công ty cổ phần muối Bạc Liêu đủ điểm để đề nghị Trung ương công nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 5 sao. Nếu được công nhận thì đây là hai sản phẩm OCOP đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu được công nhận 5 sao. Muối của tỉnh Bạc Liêu đã có truyền thống và được đánh giá rất nổi tiếng về chất lượng. Sản phẩm muối ăn Bạc Liêu được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ công nhận chỉ dẫn địa lý năm 2013. Cuối năm 2020, nghề muối tỉnh Bạc Liêu được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và nhiều sản phẩm từ muối đã được công nhận sản phẩm OCOP đạt 4 sao. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuẩn bị tổ chức Festival Nghề muối Việt Nam Bạc Liêu vào đầu năm 2025. Đây cũng là cơ hội để trưng bày, giới thiệu, quảng bá nghề làm muối cũng như các sản phẩm muối Bạc Liêu nói riêng và cả nước nói chung. Quýt hồng, loại nông sản không thể thiếu vào mỗi dịp Tết ở miền Tây. Bên cạnh đảm bảo đủ sản lượng phục vụ cho thị trường, nhà vườn trồng quýt hồng ở Đồng Tháp cũng tâm huyết với chất lượng của những trái quýt. Cụ thể là bằng hướng sản xuất hữu cơ, an toàn, giúp loại trái đặc sản mùa Tết phát triển bền vững. Những trái quýt đang được chăm sóc để đạt được trọng lượng tốt và cho màu đẹp. Hầu hết các hộ trồng quýt hồng ở huyện Lai Vung hiện nay đều có bố trí khu vực ủ và trữ phân hữu cơ để canh tác sản xuất theo hướng an toàn. Năm nay là năm thứ tư tôi sử dụng hữu cơ trên vườn quýt hồng. Thì cái sự thay đổi thì tôi cảm thấy cây nó có vẻ như là nó xanh bền hơn. Với lại cái thứ hai thì hạn chế được cái việc khô đầu muối trên trái quýt hồng. Thời tiết năm nay trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Đầu vụ nhiệt độ cao khiến năng suất trái không được như kỳ vọng của bà con. Nhưng với sản lượng hiện có, nông dân tiếp tục đầu tư về chất lượng, độ an toàn, mẫu mã, vừa bán Tết và phục vụ du lịch. Tới mùa, hy vọng là vấn đề thứ nhất là giá cả, cho nó được khả quan, này vườn ai cũng vui mừng hết. Còn tại bên du lịch thì khách đến tham quan vườn cho nó đẹp trên cây quýt hồng Lai Vung của mình vậy đó. Sau 4 năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt đề án bảo tồn vườn quýt hồng huyện Lai Vung. Đến nay đã có 98% diện tích sản xuất quýt hồng tham gia, tương ứng với 216 hectare. Ước tính sản lượng quýt hồng cung ứng thị trường Tết dao động trong khoảng 4.000 tấn. Trước đây thì mình chân cúng hoặc là mình đem về mình bảo quản để mình ăn á, thì nó có 2-3 ngày, 3-4 ngày là nó có dấu hiệu hư. Còn bây giờ là 1 tháng, sau 1 tháng bảo quản vẫn còn y nguyên. Còn nếu mà bảo quản trong cái ngăn mát của tủ lạnh thì chuyện 4-5 tháng là bình thường. Thì đây là một cái mà chúng tôi rất mừng là chất lượng của sản phẩm thì tăng lên rất cao. Dự kiến giữa tháng 11, một số điểm vườn quýt hồng ở Lai Vung sẽ bắt đầu mở cửa đón khách du lịch. Bên cạnh đó, nhiều chủ vườn áp dụng kinh nghiệm xử lý thành nhiều đợt, nhiều phân khu, thu hoạch cả trong và sau Tết, vừa cung ứng nông sản cho thị trường, vừa phục vụ tham quan trải nghiệm cho du khách gần xa.
Những ngày qua, giá vàng liên tục biến động. Hôm qua, sau khi giá vàng giảm mạnh, chốt ở mức 81-85,5 triệu đồng một lượng, chiều mua vào và bán ra, nhiều người dân đã kéo nhau đi bán vàng. Nguyên nhân là do lo ngại giá vàng sẽ tiếp tục giảm sâu. Một số đơn vị kinh doanh vàng cho biết, lượt khách bán ra chiếm áp đảo và phải xếp hàng chờ lấy số, trong khi mua vào lác đác. Giá giảm nhưng người có nhu cầu bán vẫn rất lớn. Trên thị trường diễn ra tình trạng thương hiệu vàng lớn như SJC, My Hồng, Bảo Tín Minh Châu tạm ngừng mua vào. Hiệp hội Kinh doanh vàng nhận định, kim loại quý trong nước biến động mạnh hơn so với thế giới, chủ yếu do tâm lý của người dân. Theo đó, thực tế có tình trạng khi giá vàng tăng mạnh thì người dân ùn ùn đi mua vì tâm lý sợ bị bỏ lỡ, và ngược lại họ lại ồ ạt bán khi giá lao dốc. Lỗ khoảng 6 triệu đồng mỗi lượng. Rất nhiều người đã gặp cảnh thua lỗ như thế này trong ngày hôm qua. Thực tế thì chuyện lướt sóng mua vàng kiếm lời đã được chúng tôi cảnh báo hồi cuối tháng 10 vừa rồi. Và đó cũng là thời điểm mà giá vàng miếng trong nước được đẩy lên mức 90 triệu đồng một lượng. Còn vàng nhẫn cũng lập đỉnh mới khi vượt mức 89 triệu đồng một lượng. Rất nhiều người ở thành phố Cần Thơ đã đổ xô đi mua với hy vọng giá vàng sẽ lao cao rồi bán kiếm lời. Hình ảnh này được ghi nhận tại thành phố Cần Thơ những ngày cuối tháng 10 năm nay. Chẳng phải ngày vía thần tài, thế nhưng cửa hàng này vẫn chật kín khách hàng. Vàng lên quá thì cô không mua, nhưng mà hôm nay quyết định mua thì tại vì mình cũng muốn để có lời vậy mà. Sự tăng giá của vàng đã được duy trì một thời gian dài, khiến người dân tin rằng vàng vẫn chưa hạ nhiệt. Ai có điều kiện thì sắm để lướt sóng, riêng ai đã tích trữ thì bán để kiếm lời. Và khi cơn sốt vàng đã qua, họ đành ngậm ngùi, chấp nhận thua lỗ. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, giá vàng còn có thể giảm sâu. Lý do là có thông tin ông Donald Trump lên cầm quyền sẽ không hỗ trợ cho vàng. Chính trị các nước sẽ giảm bất ổn. Và lúc này thì vàng không còn là kênh phòng ngừa rủi ro như trước đây. Nhưng trái với những dự báo này thì giá vàng trong nước sáng nay đã đảo chiều, tăng từ 1 cho đến 1,8 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới hồi phục lên mức 2.700 đô la Mỹ một ounce. Điều này càng cho thấy những diễn biến bất thường và khó đoán của thị trường vàng. Công ty dầu khí Nam Sông Hậu cho biết sẽ khắc phục hơn 1.200 tỷ đồng số tiền bị cưỡng chế thuế tại Hậu Giang và Cần Thơ vào tháng 12 tới. Công ty đã ký kết hợp đồng tín dụng với đối tác là tổ chức tài chính. Hiện tại, công ty cơ bản đã hoàn tất cả thủ tục cho khoản vay. Kế hoạch nguồn vay sẽ được giải ngân vào giữa quý 4 năm 2024. Sau đó, công ty sẽ khắc phục hơn 1.200 tỷ đồng số tiền bị cưỡng chế thuế tại Hậu Giang và Cần Thơ vào tháng 12 năm nay. Còn hàng hóa gửi tại các kho trị giá hơn 200 tỷ được kiểm kê đầy đủ vào kỳ báo cáo soát xét bán niên 30 tháng 6 năm 2024. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ vừa có văn bản gửi các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện và các đơn vị liên quan về việc chấn chỉnh các hoạt động mua bán, giao dịch nhà ở xã hội trên địa bàn. Để kịp thời thông tin, chấn chỉnh các hoạt động mua bán, giao dịch nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện đúng quy định luật nhà ở 2023, luật kinh doanh bất động sản 2023, nghị định 100 ngày 26 tháng 7 2024 và các văn bản pháp luật có liên quan. Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội khẩn trương kiểm tra, rà soát việc giải quyết bán nhà ở xã hội sau khi được cơ quan chức năng có ý kiến, đảm bảo theo danh sách đã duyệt. Đồng thời, báo cáo số liệu về danh sách căn hộ đã ký hợp đồng, số lượng căn hộ chưa giải quyết bán, cho thuê mua nhằm thực hiện theo quy định. Đi lại khó khăn, quang cảnh nhếch nhác. Đó là những gì mà nhiều du khách đã nhận xét khi đi đến công viên Bến Ninh Kiều, địa điểm nổi tiếng của Cần Thơ vào thời điểm này. Do đợt triều cường giữa tháng 9 âm lịch, khu vực này bị ngập nặng. Vì vậy, Phòng Quản lý Đô thị của Ninh Kiều đã xây bức tường cao lên 0,8 m, chiều dài gần 200 m từ bến du thuyền Cần Thơ đến tượng đài Bác Hồ. Đoạn còn lại dài khoảng 800 m. Tùy từng vị trí được đắp bao cát để tạo thành một rào chắn khép kín. Tuy nhiên, những đoạn đắp bao cát chỗ cao chỗ thấp nên khá lộn xộn. Du khách trong và ngoài nước cảm thấy bến Ninh Kiều khá nhếch nhác và rất bất tiện khi đi qua đây. Điều này cho thấy rất cần một giải pháp lâu dài thẩm mỹ để chống ngập cho bến Ninh Kiều.
đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất với những dòng sông, kênh rạch dày đặc, đan xen tạo nên nét văn hóa miền sông nước đặc trưng mà ít nơi nào có được. Cuộc sống của người dân hàng trăm năm nay đều gắn liền với những con sông, từ sinh hoạt hàng ngày cho đến những lễ hội. Cũng vì lẽ đó mà đa số các ngôi chùa ở đây đều nằm cạnh sông, không chỉ vì phong cảnh hữu tình mà còn để khách thập phương thuận tiện tới lui chiêm bái, bởi giao thông ngày trước chủ yếu là phương tiện đường thủy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm một ngôi chùa cổ kính nép mình bên dòng Bình Thủy Hiền Hòa tại thành phố Cần Thơ. Tọa lạc tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, chùa Nam Nhã hay Nam Nhã Phật Đường là điểm đến được nhiều người yêu thích. Chùa được xây dựng vào năm 1895 và là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất tại địa phương. Chùa Nam Nhã không chỉ thu hút du khách thập phương bởi nét kiến trúc cổ độc đáo, không khí trong lành, cảnh quan yên bình, mà nơi đây còn có lịch sử hào hùng gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc ta. Chính vì thế, vào năm 1991, chùa được công nhận là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Nam Nhã Phật Đường có lối kiến trúc cổ kính trang nhã, xung quanh là một khu vườn lớn trải dài ra sông Bình Thủy. Khu vực mặt tiền chánh điện được xây dựng theo lối kiến trúc Á Âu vào đầu thế kỷ 20. Vì thế, ngôi chùa có nhiều nét khác với kiểu truyền thống Nam Bộ hiện nay. Bên trong chánh điện được bài trí rất trang trọng với nhiều bức tượng phù điêu và tranh vẽ. Vào mỗi dịp rằm hay các ngày lễ lớn, rất đông Phật tử và du khách đến đây giảng cảnh chùa, lễ Phật hay làm công quả. Chùa của mình được nhiều người biết đến. Đó là cái niềm hạnh phúc cho mình, tại vì chùa mình là di tích lịch sử. Đó, từ chỗ đó mà cô rất là thích đến đây để làm công quả. Khi đến chùa thì mình nghĩ là mình sẽ góp được một cái chút cái sức của mình đó, chung với các mà chị em Phật tử để cho chùa nó có một cái hoạt động, nó có cái ý nghĩa. Nếu có dịp đến thăm Cần Thơ, hãy dừng chân ghé qua chùa Nam Nhã để đọc vài câu thơ, ngẫm đôi câu liễn và để cảm nhận được hết nét đặc sắc ấn tượng của một ngôi chùa yên bình bên dòng sông. Những sản phẩm du lịch tâm linh đang dần nâng cao chất lượng, mang đến cho nhiều trải nghiệm cho các du khách và có thể tạo sức hút với khách quốc tế khi đến với Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ hôm nay trên kênh truyền quốc gia VTV Cần Thơ.